Những làm cái mỗi dance ở ngày. trên TikTok em nghĩ là nó giúp được cộng đồng lĩnh vực nhảy của mình ở Việt Nam. Có, Được không? em thấy nó rất là giúp luôn trong trong việc là, tại Một truyền thông. em phân rất là rõ cái việc là khi mà mình dạy, mình giáo dục đúng, tức là ví dụ như là đây là hip hop hay đây là một cái thể loại khác thì nó phải rõ, các người học mình dạy thì mình phải phải dạy ra, nhưng mà cái đối tượng khách hàng của mình là ai thì nó lại khác. Ví dụ như là khi mà đối tượng khách hàng là những người bình thường, người ta thích nhảy thôi, thì em rất đồng ý về cái chuyện là họ không cần phải biết, bởi vì họ không có nhu cầu cần biết, họ không có nhu cầu cần biết thể loại gì, họ chỉ thích nhảy thì họ đi nhảy, đấy là chuyện mình phải tôn trọng họ. Và em thấy ok, họ thích nhảy, ví dụ rất nhiều người inbox hỏi bọn em là bên mình có dạy nhảy TikTok không. Ừ, thì đấy là nhu cầu của người ta mà, em thấy ok, không có vấn đề gì hết. Mình không thể bài xích họ, mình không nên á, em nghĩ là mình không nên chê họ là eo ơi hội này nó chỉ nhảy TikTok thôi, nó không đúng, chỉ là chẳng qua là bởi vì bọn em dạy, bọn em muốn là dạy để mọi người biết được thể loại, thì đấy là định hướng của bọn em đúng không? Họ cũng có những cái studio như thế, họ định hướng như thế thì họ định hướng thế nào thì họ nên dạy đúng vậy thôi à. Chứ còn ví dụ như là có những nơi dạy dạy nhảy TikTok thì em nghĩ là ok, mà đó là nhu cầu bình thường của con người, đâu cần phải ai cũng phải biết đây là thể loại gì đâu. Ca sĩ cũng thế, người ta thích hát thì người ta hát, chứ đâu phải là ai cũng phải hát đúng Theo một cái theo. Đúng rồi, style. thì em nghĩ vậy, đấy là cá nhân của em, nên là em đồng ý với việc là TikTok nó rất là tốt trong việc là làm cho người ta thích nhảy hơn, rõ ràng là như thế. Ừ, rất là nhiều người thông qua TikTok mà thích đi học nhảy, có thể ban đầu họ thích nhảy TikTok thôi, nhưng mà khi mà họ đã bắt đầu thấy nhảy là rất là hay rồi thì họ bắt đầu lại muốn tìm hiểu, thì cái số lượng người mà từ thích nhảy từ TikTok sang tìm hiểu sâu hơn cũng có chứ không phải không, mà em nghĩ là cũng sẽ dần dần sẽ nhiều á. Nên thực ra là chung quy là em thấy nó tốt cho cộng đồng á, chứ không phải là không. Nhưng mà đấy, ví dụ mình dạy thì mình nên, khi mà họ đã muốn tìm hiểu sâu hơn thì mình nên nói với họ là đó, thì thực ra TikTok nó chỉ là những cái cover, những là nó chỉ là những bài biên thôi, và mỗi người style khác nhau, và bạn có thể học thêm về những cái kia thì nó sẽ sâu hơn, bạn sẽ giỏi hơn đấy, thì đấy là cái định hướng của mình nên nói cho họ. Cool. Đó chính là khía cạnh của một người PR Không, tại vì marketing em có đọc nhiều, em đọc rất là nhiều những cái ý kiến của rất nhiều dancer, nha mọi họ cảm thấy là TikTok là một cái người. thì đúng là bản thân em xem thì em cũng không thích thật, nhưng mà em nghĩ là mình không nên bài xích á. Tôi thích nhảy thôi mà, họ khách hàng người ta thích nhảy thôi, người ta hoàn toàn có nhu cầu như thế, họ thích nhảy, họ thích học nhảy TikTok, hoặc là họ thích học nhảy để đi bar, cũng là đấy là sở thích cá nhân của họ, và nó tốt mà, nó đâu có ảnh hưởng gì đúng không? Mr. Nam, cảm giác của em về TikTok. Em thì ít xài TikTok nhưng mà em thấy đúng là có nghĩa là TikTok nó là một cái nó là thế mạnh về mạng social, thì nó một phần nào đó là nó hỗ trợ được cho mình cái phần truyền thông. Nghĩa là truyền thông thì nó có nhiều kiểu, nhưng mà để mà mình muốn tiếp cận được nhiều cái đối tượng khác nhau thì rõ ràng là mình rất cần nó. Thì mình cần nó ở những cái khía cạnh như vậy để mà mình có thể chuyển hóa. Cái là mình sẽ chuyển hóa khi mình convert nó lại sang đối tượng của mình, thì là mình sẽ được một cái phần filter chọn lọc. Thì mình sẽ chọn lọc được những cái người mà nó phù hợp với mình, tại vì người ta kiểu gì tao cũng phải hỏi và phải nhờ tư vấn. Nếu nó không phù hợp thì thôi. Đó thì mình có thể mình giới thiệu với người ta qua một cái không gian khác nó phù hợp hơn. Tại vì không có ở đây thì vẫn sẽ có những nơi khác, tại vì khi mà các không gian, các cách thức hoạt động nó khác nhau đó, thì nó mới tạo ra sự đa dạng và nó mới phục vụ được cho nhiều nhu cầu. Mỗi cá nhân là nó là khác biệt rồi, nên là thường là cái business và mọi thứ nó cũng có sự khác biệt, thì nó mới đáp ứng được hết cho tất cả mọi người. Thì em thấy TikTok thì nó là một cái ok. Vậy chỉ có là thì nếu mà những người mà người ta muốn trải nghiệm mà nó tốt hơn thì có thể người ta qua bên Reel Instagram, qua bên Reel Facebook hay gì đó, hoặc là YouTube. Đấy thì em thấy nó vẫn là nó có nhiều cái kênh đó, mỗi kênh nó đã có một cái đối tượng khách hàng Khách riêng hàng rồi, nên là mình là người ta đã cố gắng, người ta đã chi hết bao nhiêu tiền cho những cái phần đấy, thì mình cũng biết là khi mình muốn tiếp cận đối tượng nào thì nó cũng nên nằm ở trong đó. Thì chỉ có là đấy, thì như kiểu Nga nói thì là cái việc mà nhảy á, thì nó có thể là nên tăng cường thêm cái sự sáng tạo, tại vì bản thân giống như kiểu thì TikTok thì bản thân nó là một cái nền tảng rất là lớn, thì cái việc nó cũng mang có thể nào đó mang tính chất cả giáo dục trong đó nữa.